Con gái Phi Nhung công khai tên thật, lần hiếm hoi nhắc đến bố ruột, Wendy Phạm gây chú ý gần đây, khi cô tiết lộ bí mật về tên thật của mình là Kim Thu. Thế nhưng người thân thường gọi cô là Wendy, được biết danh xưng dễ thương này là do ông nội đã đặt cho cháu gái khi vừa lọt lòng mẹ. Wendy Phạm nhắc đến ba ruột của mình khi cùng gia đình đi du lịch, tôi đưa ba đi Las Vegas tại ba chưa bao giờ đi, từ đó tới giờ tôi cứ đi với mẹ hoài, thế nên nhân dịp này đi với ba luôn cho ba vui. Từ khi khán giả biết đến Phi Nhung là người mẹ đông con nhất Việt Nam, đến tháng 4 năm 2017, cô ca sĩ Phi Nhung đã gây bão cộng đồng mạng khi công khai có một cô con gái ruột tên Wendy Phạm, sinh năm 1992 sống và làm việc tại Mỹ. Cộng đồng mạng khi ấy còn đồn đoán rằng Wendy Phạm là con chung của Phi Nhung và nam ca sĩ Mạnh Quỳnh. Cô ca sĩ đã lên tiếng bảo vệ anh và cho biết con gái mình không liên quan đến anh Mạnh Quỳnh. Ba ruột của Wendy Phạm là một người đàn ông hiền lành, nhưng cả hai không có duyên để sống bên nhau. Nhưng Phi Nhung cũng không công khai hình ảnh và danh tính ba ruột của Wendy, khán giả chỉ biết rằng ông ấy là người Việt Nam. Mặc dù vậy, Wendy không bị thiếu thốn tình cảm của cả ba và mẹ. Hãy tiếp tục đồng hành và ủng hộ kênh Việt Tin Nóng bằng cách giúp kênh đạt được 60.000 lượt theo dõi trong vòng 90 ngày, quý vị nhé. Xin cảm ơn sự đồng hành và theo dõi của tất cả quý vị.